cho tất cả bao người. Vì Mirin đã có sóng lưỡi dành cho tất cả bao người. Có Mirin đã cười thả ga. Được cho em rồi tội nghiệp đó. Nói chung là nếu mà vô được tới vòng 5 thì cho ban giám khảo 5 tỷ ra biết không? Dạ. Hai bạn đứng 5 luôn. 5 tỷ dạ em sẽ cười bất chấp. Bất chấp. Dạ. 100 triệu nha. Mà trao cho ta mình còn 2 tỷ 4 tỷ 9. 4 tỷ 9. Hai chị em mình chia mỗi đứa được 2 tỷ tư mấy. 2 tỷ tư mấy được luôn em được. Ơi được. Rồi, Sam. Và mai quế lụa muội 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 đang mang trong người cốt nhục của Ngô Kiên Quy tướng quân thì phải chú ý giữ cái bà quái vật này mà bà lấy Ngô Kiên Quy. Ê cái giống nó ra đẹp lắm á. Bảo Hường kia trời ơi bà hãm hại đời người ta hồi nào mà bà không có khai. Vâng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười có mặt muốn cười hả? Trời đất ơi, cái giống gì cái đâu gì? Mà nguyên một nhà đi vậy trời. Giới thiệu về mình. Hôm nay chị đến đây không có định đi thi nha hôm. Mà nói chung là lời đầu tiên cho chị xin gửi lời chào đến chị Việt Hương và anh Trấn Thành. Em ơi em cưng quá. Trời ơi, tôi đi thi mà nó gặp ba giống nào giọng mẹ. Mà chị nè, chị chào chị. Chị không biết em có phải là một cái hiện tượng mà ở trên mạng mọi người hay gọi tới em hay không. Chị không cần quan tâm. Trước tiên em xuất hiện có nghĩa là em tôn trọng tụi chị. Quần áo rất là đẹp, mặt mũi make up chỉnh chu đàng hoàng chứ không có vẻ bậy bạ. Đặc biệt là có 4 cô phụ trợ không biết có diễn hay không. Mặc đồ cũng đàng hoàng luôn. Cái tiền mướn 5 cái bà này hết. Cho dù có mướn 50 tỷ em cũng mướn. Miễn gặp được chị Việt Hương anh chắc trời em vui rồi. Thương không kìa. Mà tới đây là phải như vậy đó. Có như là cái phải gian bẫy ra gì đó. Ai dắp té té kia đó. Căng màng căng mùn. Rồi bây giờ em yêu thích tụi chị nè. Em thích chương trình nè. Em có mặt em nghe em chuẩn bị hoành tráng vậy. Em nghĩ có em vô được tính vòng thứ mấy của tụi chị? Nói gì là áp lực cho em rồi tội nghiệp đó. Nói chung là nếu mà vô được tới vòng 5 thì cho ban giám khảo 5 tỷ ra biết không? Đứng 5 luôn. Tỷ dạ em sẽ cười bất chấp. Bất chấp. Dạ. 100 triệu nha. Mà trao cho người ta mình còn 2 tỷ 4 tỷ 9. 4 tỷ 9. Hai chị em mình chia mỗi đứa được 2 tỷ tư mấy. 2 tỷ tư mấy được luôn em được. Ơi được. Rồi, hết. Xong. Và 60 giây. Bắt đầu. Ta nói hé lừa mấy cường. Mới đi nước ngoài về mua cái nhẫn có 8 tỷ chứ nhiều. Mà ta nói mua thêm cái đà bông bên đây 50 tỷ đi ta suy nghĩ cái ta bay. Cộng lại là 7 tỷ đó biết không? Trời cười đi Thành ơi giả bộ ngồi gồng chứ cho mệt vậy. Trời ta nói mua bộ tóc giả để coi bao nhiêu tụi bay. 60 tỷ đó là nó cho cộng lại như tụi bay. Để ta coi coi. Cộng lại là 8 tỷ đó biết không? Làm gì dòm thao láo vậy chị? Nó học toán bên Pháp bên gì mà nó cộng một hồi 60 mấy cộng 2 ra 8 tỷ. Đây là anh hiểu tự 5 tỷ đó là sao rồi đó. Cái năm à cái 5 tỷ đó ông Trần lát nó báo mình là 50 ngàn cộng 50 ngàn 5 tỷ. 50 ngàn đó. Giờ tôi mới hiểu rồi đó. Mà cái mặt bà chị tôi nhìn mắc cười lắm mặt bà quan mà. Bạn tính toán rồi bà ngồi bà quan. Phải em lạ lắm ta. Kỳ lắm. Chị không biết chị gán chị kiếm tiền chị mua em về cũng được. Bây giờ nè lấy được 2 triệu rồi. Dần sau dòng sau sẽ là 10 triệu. Có cái gì hấp dẫn hơn không nè? Nói chung á hả, dòng xa mà 10 tỷ còn không có thi tiếp. Đến đây em chủ yếu là gặp chị Hương với Chánh Thành là em mãn nguyện rồi. Bây giờ thì em xin dành tặng 2 triệu lại cho chương trình để làm từ thiện. Sang ơi, giờ chị hỏi em thiệt câu thật lòng này nha. Bây giờ á rất có nhiều hiện tượng mà họ muốn trên trang mạng để nổi tiếng. Tại vì muốn làm cái gì họ hay làm một cái chuyện mà giống như là nó khác thường. Thì em là một trong những cái hiện tượng mà rất là nhiều người khán giả hôm nay muốn đặt câu hỏi đó với em. Em tự em thích như vậy hay là em có một cái ekip làm cho em như vậy? Hay là bằng cách nào, bằng phương pháp nào, bằng cái kiểu gì mà em làm cho mọi người nghĩ tới em, nhớ tới em? Thì cái tên của em được kiếm trôi nhiều nhất. Em nghĩ là bất cứ một cái việc gì đó cũng phải có một cái duyên trời cho. Ví dụ như khi mà
Ví dụ như ông trời bắt mình phải như vậy thì mình cũng không cãi lại được. Mà em nghĩ đó cũng là một sự may mắn. Ví dụ như em không được sự chú ý trên mạng thì hôm nay em đâu có cơ hội đến gặp anh chị. Đây là của bạn ha. Đây là món quà của chương trình. Chúc bạn thành công trong cuộc sống. Em muốn xin bắt tay chị Việt Hương một cái. Tại vì đó cũng là một cái, ví dụ như lên TV thì ông bà nội em nhà thấy thì cũng là một cái gì đó kỷ niệm. Cảm ơn em. Cảm ơn luôn cả gia đình và đặc biệt là bà nội đã yêu thương chị. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Wow. Lại mất thời gian của các bạn một tí. Khi tôi bắt tay anh Sang, tay rất là mềm. Yên tâm, tướng này có của. Coi bói một chút luôn, tay rất là mềm và đẹp. Không biết có của hay không? Bóc cái hộp sòn ta bên kia Rolex thấy là sai sai rồi nha. Yeah. Em cẩn thận sư Trang. Rồi cảm ơn Sang nha. Để lắng nghe không ngừng cười. Khi một trong hai nhân hai tươi cười. Dạo này chắc dịch đình cung đồ nó cũng giam không kỹ, nó thả ra quá trời. Giới thiệu đi em. Dạ em tên Trần Vũ Phương. Hiện đang là trang điểm dạo. Nói chung là đầu tư trang phục rất là kỹ. Cái dòng này vua đâu có nỡ đài vô lãnh cung. Cái kiểu này làm gì sai sai nó chém luôn thôi chứ không có đài. Rồi, lãnh cung, đẹp quá. Em xin phép dòng này em có hai bạn diễn. Rồi mời hai bạn diễn của em. Sẵn sàng. Rồi chưa? Và 60 giây bắt đầu. Em đến nơi đây nhớ dáng anh trần thành. Bao năm thiên tha măng nông mà bây giờ anh mê diễn hương. Anh đi bỏ em một mình trong cung đình với ngôi hoàng phi. Quý phi, quý phi đừng có buồn nữa, hãy vui lên đi, hãy vui lên, hãy vui lên, đừng có buồn nữa, đừng có buồn nữa, vui lên. Bởi vì sao? Mùa xuân đã đến, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Phải rồi, mùa xuân đã đến rồi. Ôi, mùa xuân năm nay hoa cúc nở đẹp quá. Mai quế lụa, thu thắm nồng. Hay là chị em chúng ta hãy cùng nhau hát vang một ca khúc về mùa hoa anh đào đi nha. Dạ. Nhớ mùa chôm chôm chín. Ủa cái gì vậy? Mùa chôm. Ủa cái gì vậy? Chiến thắng vang rồi. Bạn thứ 9 á, bạn chưa làm tôi mắc cười. Dạ. Nhưng mà bị gì? Bạn bưng hai người diễn phụ ra trong cung mà trong cung mà có hai này. Nó nghe nè, con này nó làm trong ngự thư phòng phải không? Vô cái chỗ mà ăn uống á, cái mỗi lần mà mấy cái đồ ăn thử cho vua, cái vua không chịu ăn, vua thải ra là nó ăn hết đúng không? Qua trời con nhỏ, cung nào mà chứa em vậy em? Tuy thật con này là cung bò cạp chứa nó, chứ đâu có cung nào chứa được. Trời ơi thấy ghê lắm. Em phóng ra nó giống như cái núi vậy đó. Rồi em khiêng con nhỏ kia ra, bà kia bà khửi khửi, rồi em liền bán cái khình. Tôi ra muốn cười rồi, tôi ráng tôi coi có gì hay không. Mà hồi xấu thấy ghê luôn, xấu quá xấu. Sai, sai. Em là sai đó, em chả có gì cười á. Hai cái đứa này nó ghê quá, nó xấu quá. Chị nó quay qua chị nói Tiến Thành ơi sao nó xấu quá, cái ông cười luôn à. Chứ thôi chị Hiến, chưa vui. Ba nàng thi tiếp lấy 10 triệu hay ngừng lại lấy 2 triệu. 2 triệu khó chia lắm. Em xin nó duyên dáng dễ thương. Nói chung là em rất là thích chị Việt Hương nên em quyết định em sẽ lại đây với anh Trấn Thành. Thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây bắt đầu. Tình của em chỉ trao riêng mình anh Thành. Còn em đây chỉ yêu một mình Ngô Kiên Quy. Nhìn khăn ta nhớ mong tình người nơi xa trường. Lòng ta vẫn trong mong ngày đoạn duyên. Mai quế lụa muội muội, muội đang mang trong người cốt nhục của Ngô Kiên Quy tướng quân thì phải chú ý giữ gìn. Cái bà quái vật này mà bà lấy cô Kiến Quy, ê cái giống nó ra đẹp lắm á. Bà quái vật này kia
Bảo Hường kia. Bảo Hường kia. Trời ơi, bà hãm hại đời người ta hồi nào mà bà không có khai. Trời ơi đẻ ra. Ê, em xấu kỳ lắm em ơi. Xấu độc đáo, xấu bơm dựng. Nhưng ghê, nhưng cái xấu của em là xấu có duyên. Và em cũng có duyên luôn, chứ không phải là lấy cái hình thể em ra mà cười. Dễ thương. Rồi cái bà này nè, bây giờ cái bà hoàng cung, cái bà mà nữ hoàng sầu muộn này nè, bây giờ là phát huy được cái thế mạnh của em từ nãy giờ. Trao chuốt câu nói đẹp đẽ chịu. Mà diễn đẹp, tôi gì dữ đẹp. Lắm đẹp, tôi gì nhẹ nhàng lắm. Ừ, đào chánh, ra cốt cách đào chánh. Còn cái này trời ơi, Ngô Kiến Hường. Rồi bây giờ ba bạn nắm trong tay là 10 triệu đồng. Vòng tiếp theo giải thưởng sẽ là 20 triệu đồng. Nhưng lưu ý một điều quan trọng, nếu thua các bạn sẽ mất 10 triệu đồng của vòng này. Các bạn suy nghĩ thảo luận với nhau xem là mình có nên đi tiếp hay là ngừng lại an toàn với con số 10 triệu. Nè, cái gì đẹp đẽ sạch sẽ sang mà thêm mảng miếng cho nguyên một cái series cung đình mà có cái gì mảng miếng nhiều đem ra làm. Rồi chưa? Và quyết định của nhóm bạn là tiếp luôn. Thì tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Nương nương nguy rồi nương nương, Trấn Thành ca ca và Ngô Kiến Quy tương quân đã nắm tay nhau cao bay xa trời. Trời ơi, sao nghe qua như xe tăng tăng tài. Trái tim nghe ngào lòng đào nhói, anh ơi có hay Mau đào tuông rơi. Chưa đâu nương nương gì cưng hoàng hậu ban cho nương nương ba thước dài lụa trắng. Ủa này màu vàng mà. Nó vàng lòng nguyên sinh. Và bạn có 20 triệu. Trời ơi, ghê quá. Em giống như một cái con thủy tặc ở dưới nước mà nó ngoi vừa ngoi lên nó thả hai sợi dây như hai cọng bạch tuộc. Xiết cổ em nó quỷ diệt, con thủy tặc leo lên luôn á, thiệt á. Bà như một con bạch tuộc biển. Ghê quá em ơi, anh xin lỗi là tại vì anh không kiềm chế mình được trước cái nhan sắc của em. Anh rung động quá, anh sai. Bây giờ hai bạn, các bạn đã có trong tay là 20 triệu đồng. Và vòng tiếp theo sẽ là giải thưởng 40 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ, mình nên an toàn ở 20 triệu hay là mình tiếp tục chinh phục 40 triệu. Bây giờ tôi nói bạn nghe nè, hồi nãy là tôi cười vì cái hình thể của bạn này nó khủng khiếp quá. Mà bạn đè xuống thay gì đúng không? Quyên sinh, ta tưởng bạn chết, không, bạn đè và mập ra và giết. Thì tôi vô tình tôi cười, nhưng mà tôi thấy là kỹ thuật biểu diễn của bạn vẫn kém lắm. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, một là phải hay, thiệt là hay, hai là tay trắng, bạn đang có 20 triệu. Nhóm hoàng cung của bạn Vũ Phương sẽ quyết định đi tiếp hay dừng lại. Liệu họ có còn đủ chiêu trò để chọc cười hai vị giám khảo? Tất cả sẽ được hé lộ sau ít phút nữa. Dạ, giờ em nghĩ là em chia tay luôn anh Thành. Được. Xin ngừng cuộc chơi. Xin mời giám khảo Trấn Thành và giải thưởng 20 triệu đồng.